không phải là thi đấu với 100% khả năng của mình, mà phải là hơn 100% khả năng. Rất nguy hiểm. Tỷ số được mở cho đội tuyển nữ Việt Nam từ quả đá phạt góc. Rất bất ngờ các bạn ạ. Trong 10 phút đầu tiên, đội tuyển nữ Thái Lan được hưởng tới 7 quả đá phạt góc nhưng họ không ghi bàn. Còn đội tuyển nữ Việt Nam với số lượng